Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn trường thuộc hệ thống các trường liên kết với trung tâm Anh ngữ EOS, đó là trường University of Texas at Dallas. Trung tâm EOS tại Dallas được khai trương vào tháng 1 năm 2013, sẽ được đặt tại trường University of Texas tại Dallas. Dallas là thành phố lớn thứ 9 tại Hoa Kỳ. Dallas là một thành phố hiện đại, khu vực đô thị này thể hiện lòng hiếu khách miền Nam với tất cả mọi người. Và với một trong những quận nghệ thuật lớn nhất trong cả nước thì Dallas có các khu mua sắm đẳng cấp trên thế giới, các hoạt động ngoài trời, các sự kiện thể thao chuyên nghiệp quanh năm và lối sống về đêm tuyệt vời. University of Texas at Dallas thì được xếp hạng thứ 143 những trường đại học quốc gia tốt nhất theo US News and World Report năm 2012 bình chọn. Thì các chuyên ngành tiêu biểu Tân Đại Dương muốn chia sẻ với các bạn như sau, đó là trường đào tạo các chuyên ngành như là về kế toán, nghệ thuật và công nghệ, quản trị kinh doanh, thông tin và phương tiện truyền thông đang thịnh hành, khoa học thông tin, không gian địa lý, sinh học phân tử và tế bào, quản lý hành chính. Và chỗ ở khi các bạn du học tại đây, các bạn có thể lựa chọn ký túc xá trong trường hoặc là nhà trọ. Mức giá trung bình sẽ dao động từ 725 đô la Mỹ cho tới 925 đô la Mỹ. Và công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của hệ thống các trường thuộc EOS và tại trường University of Texas at Dallas. Và nếu như các bạn thắc mắc thêm thông tin về trường cũng như các mức học phí, chi phí học tập cũng như là thủ tục, điều kiện xin visa du học Mỹ như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484879, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaidương.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc các bạn cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.